Tình hình khó khăn ngành bất động sản ở Việt Nam năm 2023. Tình hình khó khăn ngành bất động sản ở Việt Nam năm 2023 có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới đây là một số khó khăn tiềm tàng mà ngành bất động sản có thể đối mặt. 1. Chính sách tài chính. Chính sách tài chính và lãi suất có thể ảnh hưởng đến ngành bất động sản. Nếu lãi suất tăng cao, việc vay vốn để mua nhà và đầu tư vào bất động sản sẽ trở nên khó khăn hơn. 2. Điều chỉnh chính sách quy hoạch. Việc thay đổi quy hoạch và phân khu đất có thể ảnh hưởng đến giá trị bất động sản. Nếu không có sự điều chỉnh và phân bổ đất phù hợp, các dự án bất động sản mới có thể gặp khó khăn trong việc tìm được đất, và giá trị tăng trưởng cũng có thể bị giảm. 3. Cạnh tranh gay gắt. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành bất động sản, cạnh tranh giữa các nhà phát triển, dự án và mô hình kinh doanh ngày càng gay gắt. Điều này có thể dẫn đến áp lực giảm giá và tăng cường sự cạnh tranh giữa các đơn vị. 4. Khó khăn trong cấp phép xây dựng. Quy trình cấp phép xây dựng có thể gặp khó khăn và kéo dài. Việc làm việc với các cơ quan quản lý và đảm bảo tuân thủ các quy định xây dựng có thể tốn nhiều thời gian và tiền bạc. 5. Ảnh hưởng của dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 và các biến thể có thể tiếp tục ảnh hưởng đến ngành bất động sản. Việc giãn cách xã hội và hạn chế du lịch có thể làm giảm nhu cầu mua bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và khách sạn. Tuy nhiên, cũng có thể có những cơ hội trong khó khăn. Với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, nhu cầu về bất động sản vẫn tiếp tục tăng. Các dự án phát triển đô thị thông minh, nhà ở giá rẻ và hạ tầng cơ sở có thể tạo ra cơ hội cho ngành bất động sản vượt qua khó khăn và phát triển trong tương lai.